Xin chào Việt Nam, bạn có biết rằng lập trình là một trong những kỹ năng hot nhất hiện nay? Tuy nhiên, việc học lập trình không phải lúc nào cũng dễ dàng và đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Nếu bạn đang muốn học lập trình hoặc đang gặp khó khăn trong quá trình học, thì đây là video mà bạn không nên bỏ qua. Chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá những cách học lập trình hiệu quả, từ việc chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp, cách tìm kiếm tài liệu học tập đến việc thực hành và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề khi lập trình. Hãy cùng tôi đón xem video để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp nhé. Cách học lập trình hiệu quả. 1. Xác định rõ mục đích học lập trình ngay từ ban đầu. Hướng đi của bạn phụ thuộc vào phần nhiều lý do tại sao bạn muốn học lập trình. Nếu một ngày bạn cảm thấy nản chí, hãy nghĩ đến lý do khi bạn bắt đầu. Nó sẽ là động lực giúp bạn tiếp tục học. Ngoài ra, xác định rõ mục đích học lập trình còn là việc bạn dành bao nhiêu thời gian có thể chuyên tâm dành cho việc học. Ví dụ, nếu bạn yêu thích ngành lập trình và muốn trở thành lập trình viên chuyên nghiệp thì hãy đăng ký các khóa học và có lộ trình hợp lý và nghiêm túc thực hiện nó. Nếu bạn chỉ đơn giản học để biết hay chỉ muốn tạo một website hay game trong thời gian rảnh rỗi thì nên tìm người hướng dẫn trực tiếp hoặc bắt đầu từ những thứ thực sự cần thiết. Mỗi một lý do khác nhau sẽ có một hướng đi khác nhau. Chính vì thế, điều cần thiết đầu tiên bạn cần phải biết chính xác lý do mình học lập trình. Từ đó có hướng đi cụ thể để học lập trình hiệu quả cao. Cách học lập trình hiệu quả 2. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình đúng với hướng đi của mình. Ngôn ngữ lập trình vô cùng đa dạng, nên bạn sẽ phân vân không biết lựa chọn ngôn ngữ lập trình nào là tốt. Thực tế là không có ngôn ngữ lập trình nào là tốt nhất cả. Điều đó có nghĩa là khi bạn học được ngôn ngữ lập trình này, có thể dễ dàng học ngôn ngữ lập trình khác. Cơ bản mình sẽ học ngôn ngữ lập trình từ cơ bản rồi chuyển sang ngôn ngữ lập trình phức tạp hơn thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngôn ngữ bạn lựa chọn để bắt đầu phụ thuộc vào mục đích lý do ban đầu bạn lựa chọn. Nếu bạn muốn học lập trình một cách nghiêm túc thì hãy bắt đầu với C, mặc dù có những ngôn ngữ bậc cao hơn như Python khá là dễ học. Cách học lập trình hiệu quả phần 3, khởi đầu từ những cái nhỏ nhất. Dù bạn học với phương thức nào, ngôn ngữ lập trình nào, bạn đều cần bắt đầu ở mức cơ bản nhất. Khi mới bắt đầu học lập trình, bạn nên dành thời gian một ngày để học cách lập trình và nắm vững kiến thức về ngôn ngữ lập trình mà mình học. Tiếp theo là dành một ngày thực hành sơ bộ lý thuyết mà mình tìm hiểu trước đó. Nên lặp đi lặp lại để nhớ được các cấu trúc cốt. Bắt đầu từ những cái cơ bản và kiên nhẫn với bản thân trong quá trình học. Để tiến hành lập trình một dự án đầu tay, bạn hãy chia nhỏ dự án thành các bước dễ làm, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Cách học lập trình hiệu quả phần 4, lạc quan và kiên trì với đam mê. Tự học lập trình chưa bao giờ dễ dàng, nó đòi hỏi cả sự lạc quan và phấn đấu không ngừng nghỉ đến từ bạn. Có lúc học, bạn sẽ cảm thấy nó vô cùng chán nản, các kiến thức thì vô vàn, mà thực hành thì quá khó. Lời khuyên dành cho bạn lúc này là, hãy tạm ngừng nó, sang làm việc khác, để lấy lại tâm thế thoải mái nhất đối mặt lại với nó. Càng học, bạn sẽ phát hiện ra những điều vô cùng thú vị, từ môn lập trình tưởng chừng rất khó khăn. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi chinh phục được nó. Đó là điều mà bất cứ ai đều đặt mục tiêu đạt được khi bắt đầu học. Cách học lập trình hiệu quả phần 5, tự học online. Có rất nhiều trang web dạy học lập trình cơ bản miễn phí. Chỉ cần một cú click chuột, bạn đã có thể học được những cái cơ bản nhất. Các khóa học trực tuyến miễn phí online có thể giúp bạn viết chương trình phần mềm đầu tiên một cách dễ dàng. Các trang web học lập trình online như W3School, Codecademy, FreeCodeCamp sẽ giúp bạn hiểu căn bản về lập trình. Kể cả viết game và tạo các dự án khác, hãy chọn trang web phù hợp với ngôn ngữ mà bạn đang theo đuổi. Đây là khởi đầu tốt để bạn thực hiện những điều cao siêu hơn trong tương lai. Một lưu ý nhỏ khi bạn tham gia khóa học này là bạn nên tìm hiểu thêm và tăng vốn tiếng Anh cho bản thân mình. Bởi các khóa học này đa phần sử dụng tiếng Anh. Ngoài ra, còn có rất nhiều kênh học lập trình miễn phí hay ho tiếng Việt. Link trong phần mô tả nhé. Cách học lập trình hiệu quả phần 6, học lập trình tại trung tâm. Học lập trình tại trung tâm là cách học lập trình nhanh nhất. Kiến thức không bao giờ là đủ. Bạn nên tham gia một khóa học lập trình tại các trung tâm hay các khóa đào tạo tại các trường đại học. Những khóa học này là nền tảng góp phần để bạn hiểu sâu hơn về lập trình, giúp bạn có những kỹ năng thiết kế lập trình tốt hơn. Khi bạn học lập trình tại trung tâm, bạn cũng sẽ được các chuyên gia hướng dẫn cách học lập trình giỏi và tiến bộ nhanh nhất. Cách học lập trình hiệu quả phần 7, chơi các game về lập trình. Có một cách học rất thú vị mà đạt hiệu quả không kém, đó chính là việc học thông qua chơi các game về lập trình.
Tuy hầu hết các game online miễn phí về lập trình đều hướng đến đối tượng là trẻ em, nhưng cũng có nhiều game lập trình tuyệt vời dành cho những ai đã là lập trình viên có kinh nghiệm. Một số trang dạy học cũng chính là những trò chơi game. CodingBet, CodingGame, Code.org và Khan Academy. Thông qua các trò chơi, chúng ta không những sẽ được giải tỏa căng thẳng mà còn được ôn lại những kiến thức lập trình. Từ đó, sẽ giúp việc học lập trình được hiệu quả hơn. Cách học lập trình hiệu quả phần 8, đọc sách lập trình miễn phí. Đọc sách lập trình miễn phí là một cách học lập trình hiệu quả. Khi bạn bị mắc kẹt trong một vấn đề hoặc muốn tìm kiếm một kiến thức gì đó thì những cuốn sách tham khảo rất tiện dụng. Đọc sách lập trình còn mang đến nhiều lợi ích như tiết kiệm chi phí, rèn luyện kỹ năng tự học và tự nghiên cứu. Từ đó, giúp bạn nâng cao kỹ năng lập trình. Cách học lập trình hiệu quả phần 9, tìm người hướng dẫn. Học lập trình luôn cần những đồng đội để học hiểu dễ hơn. Có người chia sẻ những khó khăn và trao đổi những vấn đề gặp phải trong việc học lập trình, đồng thời hướng dẫn bạn cách học một ngôn ngữ lập trình mới sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu học nhanh hơn. Những người hướng dẫn của bạn ở đây có thể là bạn của bạn, thầy của bạn hoặc cộng đồng các website dạy lập trình. Người hướng dẫn sẽ chia sẻ kinh nghiệm khi học lập trình để từ đó bạn học lập trình hiệu quả. Cộng đồng lập trình có rất nhiều người giúp đỡ để tạo ra thế hệ lập trình viên tiếp theo. Stack Overflow, GitHub là một cộng đồng lập trình viên nổi tiếng. Khi bạn giúp giải đáp thắc mắc cũng là khi bạn tự kiểm tra lại kiến thức của bản thân. Đây là cách học lập trình rất hiệu quả. Thậm chí bạn có thể lên kế hoạch để dạy những điều mà bạn học được. Điều này giúp bạn ghi nhớ thông tin nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều so với việc tự học một mình. Cách học lập trình hiệu quả phần 10, đọc code của người khác. Khi bạn đọc code của người khác, kiểm thử mỗi dòng để xem cách nó làm việc ra sao, bạn sẽ có được sự hiểu biết tốt hơn về toàn bộ bức tranh tổng thể. Nhờ rất nhiều mã dự án mã nguồn mở mà bạn có thể đọc được hầu hết mọi thứ, nhờ đó mà bạn có thể học hỏi và tiến bộ không ngừng. Hãy chia sẻ code của bạn tới cộng đồng nếu bạn cải tiến được một chương trình nào đó. Cách học lập trình hiệu quả phần 11, tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Cách học lập trình hiệu quả là một vấn đề quan trọng đối với những người mới bắt đầu học lập trình. Để đạt được mục tiêu đó, việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia là cực kỳ quan trọng. Khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình mới, bạn nên tìm hiểu về lộ trình học của ngôn ngữ đó và tìm kiếm những lời khuyên từ những người đã có kinh nghiệm. Thông qua việc tham khảo các bài viết trên mạng, bạn có thể tìm hiểu cách học lập trình hiệu quả. Việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực, mà còn giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình mà bạn đang học. Từ đó, bạn có thể xác định được những điểm mạnh và yếu của ngôn ngữ đó, giúp bạn có thể tiếp cận và học tập một cách hiệu quả hơn. Hãy tìm kiếm các tài liệu và thông tin trực tuyến để tăng cường kiến thức của bạn và đạt được mục tiêu học tập của mình. Cách học lập trình hiệu quả phần 12, học đi đôi với hành. Để học lập trình hiệu quả, việc học cần được kết hợp với thực hành. Có rất nhiều tài nguyên trên mạng dành cho những người muốn tự học lập trình miễn phí. Tuy nhiên, chỉ việc xem và ghi nhớ không đủ để hiểu sâu về kiến thức. Thực hành cùng với việc học là cách tốt nhất để nhanh chóng nắm bắt được kiến thức lập trình. Cách học lập trình hiệu quả phần 13, đừng copy và paste code. Không nên dùng cách copy và paste code để tiết kiệm thời gian. Thay vào đó, bạn nên tự viết code để cải thiện kỹ năng và khả năng nhớ kiến thức, tránh tình trạng lười biếng và kém hiệu quả. Việc copy code có thể gây hậu quả xấu cho việc học của bạn và làm giảm khả năng tiếp thu kiến thức. Hãy lưu ý viết code thủ công để nâng cao kỹ năng và khả năng ghi nhớ kiến thức, tránh những sai lầm thường gặp khi học lập trình. Cách học lập trình hiệu quả phần 14, tự làm lại. Những bước học lập trình hiệu quả sau khi xem video hoặc tự học lập trình, việc làm lại code là một cách hiệu quả để ghi nhớ kiến thức. Bạn nên tự làm theo những gì đã hiểu từ bài học mới nhất của mình. Khi làm lại, bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra các lỗi sai hoặc khó khăn gặp phải và tìm ra cách khắc phục chúng. Nếu vấn đề không thể giải quyết được, hãy xem lại bài học để củng cố kiến thức. Chỉ khi bạn làm được như vậy, kiến thức mới thực sự trở thành của riêng bạn. Cách học lập trình hiệu quả phần 15, tự thách thức bản thân để tiến bộ không ngừng. Tự thách thức bản thân là một kỹ năng cần có của lập trình viên giỏi, giúp họ không ngừng tiến bộ. Bạn không nên sợ khó khăn hay mắc lỗi và hãy luôn dám thách thức bản thân để phát triển kỹ năng của mình. Đây là một yếu tố quan trọng trong lĩnh vực lập trình và các ngành nghề liên quan đến nó. Ví dụ, nếu bạn xem một hướng dẫn về cách gửi email bằng PHP, nhưng không bao gồm cách gửi file đính kèm, hãy xem đó là một bài tập thực tế và tìm cách khắc phục. Việc này giúp bạn thực hành và nâng cao kỹ năng của mình,
đồng thời cải thiện khả năng tìm kiếm thông tin và giải quyết vấn đề. Điều này sẽ rất hữu ích trong công việc lập trình của bạn. Cách học lập trình hiệu quả phần 16. Luôn nhớ câu nói cốt, cốt nữa, cốt mãi. Luôn nhớ câu nói cốt, cốt nữa, cốt mãi là phương pháp học lập trình hiệu quả nhất. Để trở thành một lập trình viên giỏi, bạn cần luôn đặt việc lập trình lên hàng đầu bằng cách cốt liên tục. Thay vì tập trung quá nhiều vào lý thuyết, hãy mở máy tính lên và bắt đầu viết cốt. Khi gặp lỗi, bạn cần sửa chúng và tìm cách khắc phục để hiểu và áp dụng vào thực tế. Học lập trình đòi hỏi sự sáng tạo và độc lập trong tư duy. Hãy tránh phụ thuộc vào bất cứ điều gì để không mất tính độc lập của mình. Việc cốt nhiều và lập trình nhiều là cách học lập trình nhanh và hiệu quả nhất. Cách học lập trình hiệu quả phần 17. Tìm hiểu từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Để có thể tiếp cận được toàn bộ kiến thức trong lập trình, không có một tài liệu nào có thể đáp ứng được hết. Do đó, bạn nên khám phá kiến thức từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Điều này giúp bạn tìm hiểu được nhanh chóng những kiến thức cần thiết. Tuy nhiên, để tối ưu hóa kiến thức, bạn cần có kỹ năng tổng hợp và chọn lọc kiến thức phù hợp. Cách học lập trình hiệu quả phần 18. Sử dụng debug để gỡ rối chương trình. Khi chương trình gặp sự cố, việc sử dụng công cụ debug là cách tốt nhất để khắc phục vấn đề. Debug cho phép bạn theo dõi giá trị và thay đổi của các biến, giúp bạn hiểu chương trình và nhanh chóng tìm ra giải pháp. Ngoài ra, sử dụng công cụ debug cũng giúp bạn học lập trình hiệu quả hơn bởi nó cung cấp cho bạn kiến thức sâu hơn về cách hoạt động của chương trình. Debug là một công cụ quan trọng mà bạn cần phải nắm vững khi học lập trình. Hãy tham khảo những kinh nghiệm chia sẻ tổng quát để có kết quả tốt nhất khi bắt đầu học lập trình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video về chủ đề để học lập trình hiệu quả. Hy vọng rằng những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong video sẽ giúp bạn có thể tiếp cận và học lập trình một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.